Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay mình đi chợ Tết ăn kem ha. Hôm nay là đã 25 âm lịch rồi. Ồ, chạy chậm chậm giùm các bác tài ơi. Mình quay để cho các bạn xem cái chợ hoa ở thành phố Sa Đéc, cái nơi mà bán hoa đó các bạn. Ồ, quá trình luôn rồi. Các bạn xem giùm mình nha. Tại vì quay tổng quan vậy thôi, thành thử ra các bạn cũng thông cảm. Như là nhìn tổng quan biết cái không khí rất là vui, rất là háo hức của những người mà bán chợ đêm và những người khách đi mua hoa nha các bạn. Nè các bạn thấy nè. Thử cái chặn này.
có người ta phải lui xe lại, ta đi đường vòng khác rồi đó các bạn, tại vì bị kẹt xe. Mày ra đi má ruộng ơi, kẹt hết trơn rồi. Kẹt rồi. Các bạn nào mà muốn đi vào cái đường hoa ở thành phố Sa Đéc là các bạn cẩn trọng nha, đi coi chừng bị kẹt xe nha, nhất là xe bốn bánh đó các bạn, quá chừng luôn rồi. Mà thật sự cái đường này mình thấy đi xe bốn bánh là không ổn, tại vì đường hoa dành cho xe hai bánh thôi, chứ bốn bánh mà đi vào đây làm sao được đó, các bạn thấy nè, tấp nập luôn á. Chào tất cả các bạn.